Em xin chào mọi người. Hôm nay em quay lô đất nhá. Lô đất hiện tại bây giờ là nằm tại huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông nha mọi người. Đặc biệt trên lô đất này nằm quốc lộ 28 nha, từ miếng đất này ra thành phố Gia Nghĩa là 50 cây. Từ miếng đất này ra thành phố Buôn Ma Thuột 70 cây nha mọi người. Đất thì là nằm mặt tiền quốc lộ 28 nha. Anh em thiện chỉ thì quan tâm cái lô đất này thì là liên hệ cho em ấy. Tổng cái lô đất này hiện tại bây giờ là bề ngang á là 50, chiều ngang gần 100 mét nha mọi người. Chiều ngang là 100 mét. Chiều dài từ móc lộ giới là còn 60 gần 70 mét nha mọi người. Đất có thổ nông nghiệp lên được 400 mét thổ cư nha. Năm quốc lộ 28 nha mọi người. Chiều ngang mặt tiền đường quốc lộ 28 là 100 mét nha mọi người. Còn chiều sâu là từ móc lộ dưới là còn 65-70 mét nha. Đất là có số nông nghiệp lên được 400 mét thổ cư nha mọi người. Ở đây là quốc lộ 28 mọi người này. Cái miếng đất này thì là nó nằm ôm 100 mét mặt tiền đường quốc lộ 28 luôn. Từ miền đất này ra thành phố Gia Nghĩa là 50 gần 60 cây nha mọi người. Ra thành phố Buôn Ma Thuột là 70 cây. Đặc biệt cái lô đất này là nằm ôm hết quốc lộ 28 mọi người này. Lô đất này lên là 400 mét thổ cư nha mọi người. Hiện tại bây giờ giá chủ nhà đang kêu bán là 55 triệu một mét nha. Nó gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 là 3 cây số nha mọi người. Cách trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 là 3 cây số nha. Đối diện cái lô đất này là quốc lộ 28 nha mọi người. Anh em nào quan tâm đến cái lô đất này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 nha, và thêm số điện thoại 0375623536 nha mọi người. 100 mét mặt tiền đường quốc lộ 28 nha. 100 mét chiều ngang, 70 mét chiều sâu nha mọi người, đã từ móc lộ giới nha. Đặc biệt lô đất đây thì lên được 400 mét thổ cư nha mọi người. Anh em ai quan tâm cái lô đất này thì liên hệ với em nhé.
Điện được đầy đủ mọi người ạ. Gần trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nha mọi người. Gần ủy ban nhé.